Chứng khoán toàn cầu chìm trong sắc đỏ. Dow Jones mất hơn 500 điểm khi thị trường đón thêm tin dữ từ Credit Suisse. Thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đang bị bán tháo mạnh sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng Credit Suisse sắp vỡ nợ, làm trầm trọng thêm những áp lực với nhà đầu tư. Thông tin tiêu cực đã khiến cổ phiếu Credit Suisse giảm 20% trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 3 theo giờ châu Âu. Cùng với đó, bộ chỉ số các ngân hàng châu Âu cũng mất 6% giá trị. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng CDS kỳ hạn 5 năm của ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới, cho thấy nhà đầu tư ngày càng quan ngại. Thị trường đang rất hoảng loạn, các vấn đề về lĩnh vực ngân hàng ở Mỹ chưa kịp lắng xuống, thì tin xấu lại xuất hiện với các ngân hàng ở châu Âu. Carlo Franchini, lãnh đạo cấp cao tại Banca IFIS, trụ sở ở Milan, Italy, nhận định, khi thị trường chứng khoán Mỹ bước vào phiên giao dịch ngày 15 tháng 3, Dow Jones có lúc giảm tới 540 điểm, tương đương 1,7%. SP500 thì mất 57 điểm, khoảng 1,4%. Nasdaq thì giảm 117,77 điểm, khoảng 1,03%. Chứng khoán châu Âu cũng không mấy lạc quan hơn. DAX của Đức mất 371,78 điểm, khoảng 2,41%. FTSE 100 của Anh cũng giảm 2,8%, còn CAC 40 của Pháp mất gần 3%. Hầu hết các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Âu đang chìm trong sắc đỏ. Thị trường châu Á đón tin dữ sau giờ giao dịch nên chưa thể xác định được tác động của nó. Sự việc với Credit Suisse tiếp tục nối dài cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là khi thế giới phải chứng kiến hai vụ sụp đổ chớp nhoáng của ngân hàng thung lũng Silicon, SVB và Signature Bank. Hai ngân hàng Mỹ đều phải gánh hậu quả khi không thể quản lý rủi ro trước việc Fed liên tục tăng lãi suất. Đến sáng ngày 15 tháng 3, mọi sự chú ý đổ dồn sang châu Âu khi xuất hiện thông tin cho rằng Credit Suisse đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Điều này cũng đã khiến cổ phiếu ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ tụt xuống còn hơn 2 euro, mức thấp hơn mọi thời đại. Trong khi đó, ngân hàng quốc gia Saudi, nhà đầu tư lớn nhất của Credit Suisse cho biết họ không thể cung cấp thêm bất cứ khoản tài trợ nào nữa. Và Credit Suisse không phải là nạn nhân duy nhất. Tin xấu từ ngân hàng này đã khiến hàng loạt cổ phiếu ngân hàng trên toàn cầu bị bán tháo. Citigroup và Wells Fargo lần lượt giảm 5% và 4%, trong khi Goldman Sachs và Bank of America lần lượt giảm 4% và 3%. Trớ trêu thay, cú giảm này đã làm tiêu tan mọi hy vọng khi trong phiên trước đó, cổ phiếu của các ngân hàng tăng trở lại do các nhà đầu tư tin rằng sự việc với SVB và Signature Bank đã phần nào được kiểm soát. Chính phủ Mỹ và Fed đã hành động mạnh tay nhằm ngăn chặn hậu quả có thể lây lan. Peter Buffa của Blackley Financial Group cho rằng áp lực với lĩnh vực tài chính, ngân hàng đang gia tăng trên diện rộng vì cú sập đã khiến tư duy thay đổi. Điều này cho chúng ta biết các ngân hàng có thể sẽ bắt đầu hạn chế cho vay để tập trung hơn nhiều vào củng cố bản cân đối kế toán của mình. Theo báo cáo tài chính mới công bố, khách hàng của Credit Suisse đã rút số tiền lớn chưa từng thấy vào đầu tháng 10 và vẫn chưa được cải thiện kể từ tháng này, dù đã ổn định sau nhiều nỗ lực. Ngân hàng này cho biết họ cũng đã sử dụng đệm thanh khoản do ảnh hưởng của làn sóng rút tiền năm ngoái. Hiện tại, Credit Suisse cung cấp lãi suất tiền gửi cao hơn đáng kể so với các đối thủ để thu hút khách hàng. Cổ phiếu xuống gần mức thấp kỷ lục, đói tiền gửi sau khi mất 120 tỷ đô la. Tình hình ở Credit Suisse giờ ra sao? CEO của Credit Suisse, Ulrich Körner, mới đây đã kêu gọi khách hàng kiên nhẫn chờ đợi, trong khi ngân hàng này thực hiện cuộc cải tổ quy mô lớn. Trước đó, khách hàng của ngân hàng Thụy Sĩ đã có những động thái cho thấy niềm tin đang dần hồi phục. Cùng với đó là tiến độ cắt giảm nhân sự ở ngân hàng cũng đang được tăng tốc. Theo Körner, động lực kinh doanh của Credit Suisse đã được cải thiện trong quý trước, bao gồm cả bộ phận thị trường. Ngoài ra, ông cũng cho biết ngân hàng đã thu hút được vốn sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank SVB. Hiện tại, ông đang cần thêm thời gian để thực hiện kế hoạch cải tổ và không để tâm nhiều đến việc cổ phiếu Credit Suisse giao dịch ở gần mức thấp kỷ lục. Körner cho hay, không có ai hài lòng với việc cổ phiếu sụt giảm, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực làm tất cả những gì có thể. Ngoài ra, Credit Suisse cũng đang trong quá trình cắt giảm mạnh lực lượng lao động và thanh lý bộ phận giao dịch sản phẩm chứng khoán.
Ông nói rằng quá trình cải tổ phải đến 3 năm, nên khách hàng không thể đòi hỏi mọi thứ hoàn thành chỉ trong 2 tháng. Cổ phiếu Credit Suisse đã giảm tới 15% chỉ trong 2 ngày, mức giảm mạnh nhất trong số các nhà băng lớn nhất ở châu Âu do bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ của ngân hàng SVB. Nhà cho vay Thụy Sĩ cho biết trong báo cáo thường niên công bố hôm ngày 14 tháng 3 rằng dòng tiền của khách hàng vẫn ổn định vào tháng 3. Theo báo cáo tài chính mới công bố, khách hàng của Credit Suisse đã rút số tiền lớn chưa từng thấy vào đầu tháng 10 và vẫn chưa được cải thiện kể từ tháng này, dù đã ổn định sau nhiều nỗ lực. Ngân hàng này cho biết họ cũng đã sử dụng đệm thanh khoản do ảnh hưởng của làn sóng rút tiền năm ngoái. Connor chia sẻ, chúng tôi muốn lấy lại những gì đã mất. Một khi đã đạt được mục tiêu, chúng tôi sẽ tiến xa hơn và hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc trở lại. Ông cũng nhắc lại rằng, ngân hàng sẽ không mua tiền của nhà đầu tư khi đưa ra mức lãi suất quá cao. Chỉ trong quý cuối cùng của năm ngoái, Credit Suisse đã mất khoảng 110,5 tỷ franc tài sản. Ngân hàng Thụy Sĩ hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc bị các tổ chức tín dụng hạ tín nhiệm cũng không làm tăng chi phí trả nợ, điều mà Connor cho biết sẽ chỉ giảm bớt trong trung hạn. Credit Suisse cũng đang tìm cách mở rộng ngân hàng First Boston của mình, dù điều kiện thị trường hiện tại vẫn khó khăn đối với hoạt động deal making. Trong khi đó, các nhân sự cấp cao của Credit Suisse liên tục rời đi do lo ngại về thù lao cũng như triển vọng trong tương lai. Chưa dừng ở đó, ngân hàng cũng phải trì hoãn việc công bố báo cáo thường niên vào tuần trước, sau khi SEC đưa ra câu hỏi trong phút cuối về báo cáo dòng tiền từ năm 2019 đến năm 2020. Credit Suisse cho biết họ xác định được những điểm yếu quan trọng trong báo cáo của mình và đang thực hiện các bước để khắc phục. Connor cho hay, chúng tôi đã nhận được dòng tiền từ khách hàng trong ngày hôm qua. Đó là một dấu hiệu tích cực. CEO của Credit Suisse đang nỗ lực thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nhằm đưa ngân hàng khôi phục khả năng tạo ra lợi nhuận. Quá trình này hiện có nguy cơ gặp rủi ro do ảnh hưởng của đợt bán tháo trong lĩnh vực tài chính và gây lo ngại về tình hình của nhiều ngân hàng. Cổ phiếu Credit Suisse đã giảm khoảng 20% trong năm nay và mức tăng 4 tỷ franc của vốn hóa vào tháng 12 giờ đây gần như đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi đang làm những điều đúng đắn nhưng phải mất một thời gian để vượt qua. Trước đó, Connor chỉ ra rằng ngân hàng đã sa thải 8% nhân sự là dấu hiệu cho thấy họ đang đi nhanh hơn kế hoạch. Ông cũng cực kỳ tin tưởng vào các mục tiêu của ngân hàng. Credit Suisse là ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ, bắt đầu hoạt động từ năm 1856. Nhà băng này đã gặp khó khăn trong vài năm qua khi đối mặt với một loạt các vụ bê bối, thay đổi nhân sự cấp cao và các vấn đề pháp lý. Khoản lỗ 7,3 tỷ franc vào năm ngoái đã xóa sạch lợi nhuận của thập kỷ trước.